Thân ái kính chào quý vị đang xem tử vi trọn đời tuổi Quý Dậu, sinh năm 1993, nam mạng. Nam mạng Quý Dậu, cung chấn trực thành, mạng kiếm phong kim, khắc phúc đăng quả, con nhà bạch đế, xương con gà, tướng tinh con đười ươi. Ông tử vi độ mạng. Tổng quan tử vi nam mạng tuổi Quý Dậu. Quý Dậu ngay từ nhỏ đã ham học hỏi, tìm tòi khám phá những điều mới mẻ. Họ có thể tiếp thu thông tin ở bất kỳ nơi đâu xung quanh cuộc sống, vì những người này có nhiều mơ ước, khát vọng và luôn nỗ lực để khẳng định năng lực của mình trong công việc. Khi tham gia hoạt động tập thể, họ cố gắng làm việc chăm chỉ, cống hiến hết mình. Đối với tuổi Quý Dậu, tiền bạc không phải thứ quan trọng nhất trong cuộc sống. Họ chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường, yên vui, được làm những điều mình thích và chung sống với người mình yêu. Về đường công danh sự nghiệp, phải ngoài 30 tuổi, Quý Dậu mới có những bước đi chắc chắn, chính xác nhất. Tuy đôi lúc vẫn gặp phải một chút trục trặc, nhưng không điều có thể giải quyết nhanh chóng. Dù rất giỏi nhân việc kiếm tiền, nhưng Quý Dậu lại không có kế hoạch chi tiêu hợp lý, khiến cho đôi lúc rơi vào tình trạng túng thiếu. Về tình duyên, tuổi Quý Dậu là những người có trái tim ấm áp, chung thủy và rất chân thành. Khi yêu, họ sẵn sàng hy sinh mọi thứ để đem lại niềm vui, tiếng cười và sự hạnh phúc cho người. Những người này không giỏi trong việc thể hiện tình cảm của mình qua lời nói. Họ chỉ âm thầm theo dõi và dành cho đối phương những cử chỉ quan tâm chăm sóc. Chính sự chân thành, thật thà ấy giúp cho tuổi Quý Dậu chinh phục được trái tim của nhiều người, nhiều cô nàng. Nếu sinh vào các tháng 5, 6, 9 âm lịch, nhờ vào sự năng động, nhiệt tình và thân thiện của mình, tuổi Quý Dậu sinh tháng này có mối quan hệ xã giao rộng rãi và được nhiều người yêu quý, theo đuổi. Tuy nhiên, sự nóng vội đôi khi dẫn tới sai lầm. Trước khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó, Quý Dậu cần phải có thời gian để tìm hiểu đối phương kỹ lưỡng hơn. Nếu sanh vào tháng Giêng, tháng 2, tháng 7, tháng 10, tháng 11 và tháng 12 âm lịch, tình yêu sẽ hòa hợp lâu dài hơn. Nếu như Quý Dậu dành nhiều thời gian để hâm nóng tình cảm, hẹn hò và tạo nhiều bất ngờ cho đối phương, dù rất bận rộn trong công việc nhưng bạn cần phải biết cách cân đối thời gian của mình. Nếu không, mối quan hệ của bạn sẽ nhanh chóng bị rạn nứt. Sanh vào các tháng 4, tháng 3, tháng 4 và tháng 8 âm lịch, đường tình duyên vô cùng may mắn, thuận lợi, tình cảm có nhiều chuyển biến mới mẻ. Tuổi Quý Dậu sanh tháng này sẽ sớm được tìm được ý trung nhân của cuộc đời mình và xây dựng cuộc sống gia đình hòa hợp hạnh phúc. Gia đạo và sự nghiệp. Khi làm việc, Quý Dậu luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực hết mình để cống hiến cho sự nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Họ không bao giờ ích kỷ, chỉ nghĩ cho lợi ích của cá nhân mà làm tổn hại đến lợi ích của người khác. Chính điều đó đã giúp cho tuổi Quý Dậu trở thành con người hoàn hảo trong mắt đồng nghiệp và được nhiều người biết đến. Con đường công danh sự nghiệp của họ phải trải qua nhiều thăng trầm mới có thể phát triển và ổn định được. Hơn ai hết, Quý Dậu là người hiểu rằng không có con đường thành công nào trải đầy hoa hồng. Bởi vậy, họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực hết sức để đạt được ước mơ của mình. Gia đạo hòa hợp, yên vui, anh em hòa thuận, yêu thương, đùm bọc nhau, gia đình có nhiều truyền thống tốt đẹp để lại cho con cháu. Tuổi Hợp làm ăn, công việc làm ăn, tuổi Quý Dậu nên hợp tác với những tuổi Đinh Sửu, Ất Hợi, Quý Dậu, đó là những tuổi hợp làm ăn sẽ giúp cho sự nghiệp của bạn thăng tiến và phát triển vượt bậc hơn, đem lại nhiều may mắn tài lộc về con đường công danh. Lựa chọn vợ chồng không chỉ dựa trên những điểm chung về sở thích, tính cách mà sự hòa hợp về cung mệnh cũng rất quan trọng. Đó là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân, gia đình sau này của từng người. Kết hôn với tuổi Ất Hợi, Quý Dậu, Đinh Sửu, Tân Tỵ, Kỷ Mão, Tân Mùi, đây là những tuổi rất hợp với Quý Dậu. Nếu kết duyên vợ chồng, cặp đôi này không những có đời sống tình cảm phong phú, thuận lợi mà công việc làm ăn cũng thăng tiến suôn sẻ, tiền vào như nước, cả đời được sống trong sung sướng giàu sang. Nếu kết hôn với tuổi Thìn, Canh Thìn, Giáp Tuất, Bính Tý, vợ chồng một lòng yêu thương nhau, chung thủy với nhau, gia đình hòa thuận hạnh phúc,
Tuy cuộc sống không giàu sang phú quý nhưng cũng không thiếu thốn bất cứ thứ gì. Nếu kết hôn với tuổi Giáp Thân, Canh Dần, Nhâm Thân, Mậu Dần, đôi lúc cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn trắc trở. Chăm chỉ làm việc nhưng kết quả lại không được như ý muốn. Nhưng về sau, nhờ có quý nhân phù trợ giúp đỡ, cuộc sống gia đình sẽ trở nên ổn định, dư dả hơn. Vào những năm tuổi 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tuổi, năm mạng Quý Dậu kém may mắn, không nên tiến hành ăn hỏi cưới xin. Tránh tuổi xấu khi lập gia đình sẽ giúp cuộc sống sau này của bạn hòa hợp và thuận lợi hơn. Tuổi Quý Dậu là những người năng động, nhiệt tình và hài hước. Trước đám đông, họ luôn là những người nổi bật không chỉ vì vẻ bề ngoài mà còn vì cách giao tiếp vô cùng hấp dẫn, thu hút đối phương. Bởi vậy, Quý Dậu thường được nhiều người biết đến và theo đuổi. Sinh vào những tháng giêng, 5, 6, 9, 10 và tháng 11 âm lịch, nam mạng Quý Dậu sẽ có nhiều chuyển biến mới mẻ trong tình yêu. Họ có thể trải qua nhiều cuộc tình mới, tìm được người bạn đời lý tưởng cho mình. Tuổi Đại Kỵ, dù trên phương diện hợp tác làm ăn hay kết duyên vợ chồng, tuổi Quý Dậu cũng cần phải tránh tuổi Đại Kỵ với mình để mọi việc được diễn ra tốt đẹp hơn. Hai tuổi Canh Ngọ và Nhâm Ngọ xung khắc với bản mệnh tuổi nam mạng Quý Dậu. Nếu hợp tác làm ăn không những không mang lại hiệu quả cao mà rất có thể công việc còn gặp nhiều khó khăn hơn. Năm khó nhất trong năm. Vào những năm tuổi 25, 31, 34, 38, 40 tuổi, Quý Dậu phải gặp nhiều khó khăn trong cuộc đời không thể tự mình giải quyết được. May mắn trong giai đoạn này, bạn luôn có người thân, bạn bè ủng hộ, tương trợ, giúp đỡ. Khó khăn rắc rối sẽ nhanh chóng được tháo gỡ. Ngày giờ xuất hành hợp nhất, chọn giờ chẵn, ngày lẻ, tháng chẵn để tiến hành những công việc, kế hoạch. Quan trọng sẽ giúp Quý Dậu có thêm may mắn, tự tin để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xuất hành vào những giờ trên, công việc sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ và sẽ được thành công như ý. Diễn tiến từng năm. Tử vi trọn đời từ năm 24 tuổi đến năm 26 tuổi, những người trong những năm này, tuổi Quý Dậu có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp và khẳng định bản thân. Bởi vậy, bạn nên tập trung vào công việc nhiều hơn, xây dựng nhiều mối quan hệ làm ăn lâu dài để học hỏi thêm kinh nghiệm cho mình. Năm 25 tuổi sẽ đánh dấu một bước khỏe bắt đầu tốt đẹp, hứa hẹn một sự nghiệp vững chắc trong tương lai. Đằng sau thành công vang dội ấy không thể không kể đến sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè, người thân và gia đình. Những con người tuyệt vời luôn kề vai sát cánh với tuổi Quý Dậu. Từ năm 27 tuổi đến năm 31 tuổi, năm 27 tuổi nhiều tài lộc sự nghiệp vẫn trên đà thăng tiến, phát triển. Từ năm 28 đến năm 30 tuổi, gặp phải đôi chút trục trặc trong công việc, cần phải bình tĩnh để giải quyết, đề phòng kẻo bị kẻ gian hãm hại. Đến tuổi 31, công việc lại ổn định, thuận lợi hơn. Tuy nhiên, Quý Dậu không nên quá chủ quan bởi khó khăn có thể ập tới bất kỳ lúc nào. Từ năm 32 tuổi đến năm 40 tuổi, đây là khoảng thời gian thuận lợi cho công việc đầu tư, kinh doanh, mở rộng quy mô công việc. Nhờ cánh cửa cơ hội mới mở ra cho tuổi Quý Dậu, nhưng theo đó cũng là vô vàn những thách thức đòi hỏi phải kiên trì vượt qua. Thu nhập trong những năm này sẽ tăng cao hơn, đồng nghĩa với việc cuộc sống dư dả đầy đủ hơn. Tuy nhiên, một kế hoạch tiết kiệm vẫn nên được áp dụng, nếu không tuổi Quý Dậu vẫn sẽ rơi vào tình trạng rỗng túi. Tuổi 35 sức khỏe sẽ bị giảm sút, không nên đi lại đường xa nếu không cần thiết. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi cần chú ý đến các vấn đề về sức khỏe, không nên làm việc quá sức, tránh áp lực căng thẳng dẫn tới suy nhược cơ thể, nếu có bệnh tình cần phải chữa trị ngay. Nếu chủ quan sẽ có thể gây nhiều biến chứng về sau. Tuổi 42, 43, tuổi công việc, làm ăn thuận lợi, tình duyên cũng gặp nhiều may mắn. Cuộc sống không ngớt niềm vui tiếng cười. Tuổi 44 và 45 tuổi bị mất tài sản nhưng may mắn được quý nhân giúp đỡ, tìm lại được vật thất lạc. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, khoảng thời gian này công việc đã đi vào ổn định vững chắc, không có bất kỳ khó khăn nào mà Quý Dậu không thể vượt qua. Tình duyên cũng gặp may mắn, gia đình hòa thuận, con cái thành đạt.
từ năm 51 tuổi đến năm 60 tuổi. Đây là khoảng thời gian an nhàn sung sướng nhất trong cuộc đời người tuổi Quý Dậu. Khó khăn trắc trở trong cuộc sống đều đã vượt qua. Bây giờ là lúc bạn dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm lo cho gia đình, đặc biệt là người bạn đời của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chúc quý vị và các bạn vạn sự như ý. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.